Là em thử mở cái củ mít bên trong đây xem thử coi cái củ mít của nó như thế nào. Đó, nhìn thấy không, củ mít rất là xịn, nhìn rất là xịn sò. Đó, ngày hôm nay em sẽ test thử coi là cái độ mà bắt Bluetooth của nó là nó xa được bao nhiêu ha, và cái cặp mít này nó bắt xa được bao nhiêu mét, để cho anh chị các bạn biết là cái hàng Mixer G4 bên em bán nó chất lượng như thế nào nha. Thì anh chị các bạn, rồi, hello, Ken Audio xin chào anh chị các bạn ha. Thì khi mà anh chị các bạn mua một bộ mixer G4 bên Ken Audio của em á, thì sẽ được tặng kèm là một cặp chống lăn nè, và một cái dây dây để kết nối âm ly loa kéo ha. Cái dây này ta gọi là dây dây AV, của mấy người gọi là dây bông sen ha. Là dây này là dây là xịn nha anh chị các bạn, cọng dây rất mềm dẻo nè. Đó, dây này là dây hàng xịn nha, được tặng kèm khi mà anh chị các bạn mua cái bộ mixer G4, và được tặng kèm một cặp chống lăn nữa ha. Rồi thì cái video này á, em sẽ làm để mà chủ yếu là test thử coi cái cặp mic này á, nó bắt sóng được bao xa ha, mình bắt sóng được bao xa ha. Đó, thì cái này á, được gọi là mixer G4 ha, nó có tích hợp sẵn một cái cặp micro không dây, và cái cặp micro này là cũng rất là xịn sò anh chị các bạn, thân kim loại nè. Đó, đó em gõ anh chị nghe không, keng keng á đó. Đó, và em có làm một cái video đập hộp review rất là chi tiết về con mixer G4 này luôn ha. Thì cái đường link á, em để cái phía bên này nè. Đó, anh chị muốn mà tham khảo thêm chi tiết đó thì có thể bấm vào đó mình xem ha. Thì em nói sơ là cặp mic này là cặp mic không dây, và mic này có thể chỉnh tần số được. Đây đây, chỉnh tần số nè, cái nút chỉnh tần số của nó đây ha. Nhưng mà cái nút này hạn chế đụng vô nha anh chị các bạn, cái khi nào mà nó bị trùng tần số á, thì mình mới đụng vô thôi, còn không thì mình cứ xài bình thường không cần đụng vào. Rồi, và trên cái cặp mic này hình như nó có phân ra là mic cho nam, mic cho nữ nè. Hình như mic này là cho nữ nè, cái màu mà màu cam nổi nổi là cho nữ, còn cái màu xám á, đây cái nút màu xám bên đây là dành cho mic nam nè. Đó ha. Và một cái điều nữa là em thử mở cái củ mic bên trong đây xem thử coi cái củ mic của nó như thế nào. Đó, nhìn thấy không, củ mic rất là xịn, nhìn rất là xịn sò. Đó, rất là đẹp. Và con mic này hát rất là nhẹ nha anh chị các bạn. Đó, củ mic nhìn rất là đẹp. Mic cầm cũng rất là đầm tay, chắc tay nha anh chị bạn. À, với lại một cái nữa là theo như thông số của nhà sản xuất họ nói là cái con mic này nó có thể bắt xa được tới 30 40 mét nha. Nhưng mà do sức người có hạn, nói chung là khả năng có hạn, tức là trong cái khoảng trống ở đằng trước nhà đó, thì em đi với tầm test nó tầm khoảng cỡ 10 15 mét thôi ha. Với lại em nghĩ một điều nữa là thường thì người ta cũng chỉ có thể ngồi cách xa tầm cỡ 15 mét người ta hát thôi là dữ lắm rồi, chứ không ai mà tới test tới cỡ 30 mét mà đứng tới xa tới 30 mét mà hát vậy hết á. Nên là em chỉ test tầm khoảng cỡ mười mấy mét thôi là cũng đã thấy con mic này cũng rất là chất lượng rồi ha. Con mic Shure G4 tích hợp hai micro không dây bên Ken Audio của em ha, rất là chất lượng nha. Và trong thời gian qua, sau khi cái video đầu tiên em đăng lên đập hộp Mixer G4 á, thì cũng nhận được rất là nhiều sự ưu ái của anh chị các bạn ha, đặt mua rất là nhiều. Đó, một lần nữa em xin cảm ơn anh chị các bạn đã ủng hộ bên shop Ken Audio trong suốt thời gian vừa qua ha. Không nói gì nữa mà anh chị các bạn xem cái video mà em test thử cái khoảng cách thử con mic này nó bắt sóng xa được bao nhiêu. Và do em mang ra ngoài ngoài đường á, nên là thâu thâu vào nó có phần hơi 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 tạp âm, tức là nó hơi tiếng ồn, rồi có những em bé nó đang ở ngoài đó chơi, với lại có pha trộn vô tiếng chó sủa nữa. Nhưng mà chủ yếu cái mục đích của cái video sắp tới đây á, là em chủ yếu là em thử, em đi em test thử cầm con mic này, em đứng ra xa con mixer này tầm cỡ mười mấy mét á, 15 mét á,
Đó, thì để xem thử coi là nó vẫn có giữ được cái tín hiệu sống không, vẫn được giữ được cái tín hiệu sống của con mic này không ha, tức là nó có lên cái con mic này bắt sóng rồi không. Đó thì là chủ yếu là cái video đó là em test thử như vậy ha. Còn về cái chất lượng âm thanh á, thì là do em mang ra bên ngoài quay nên nó có khá nhiều các cái tạp âm đó, nên là anh chị mà có nghe thấy tiếng những cái tiếng tạp âm tiếng chó rồi nọ thì có thể thông cảm bỏ qua nha. Mà mình chủ yếu mục đích đó là mình xem thử coi con mic này nó bắt sóng xa được bao nhiêu. À. Lục 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 lục. Lục 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 lục. Lục lục 1 1 2 2 2 2 3 3 lục lục lục. Sầu 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 sầu. Lục lục 1 2 2 2 3 em đừng cần quan nhiên như lưu cao xa. Nếu sau này ra đi thôi, anh vẫn chờ dấu hôn mà. Biết biết em thương người ơi là rất là nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã buồn chiều. Xin đừng đuổi ta đã quên tình yêu. Lần 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 hai hai ba ba bốn bốn hai hai sáu 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 lần 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 kênh nha. Bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi ra video mới ha. Rồi một lần nữa nếu chị các bạn cần tư vấn về một bộ mixer G4 hoặc là các cái bộ mic hát livestream thu âm, mic karaoke Bluetooth, dòng loa kéo mini thì có thể liên hệ với bên kênh audio của em qua số hotline cũng như số Zalo em có để trên màn hình, đó là 0932075612. Rồi xin chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye. Hey, hello anh chị và các bạn. Nếu như cảm thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào tất cả để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nha.